dùng lên. Chúng tôi cũng tổ chức ngày phụ nữ dùng lên. Nghe giang hồ đồn đại Việt Nam có cái ngày lễ gì quốc tế phụ nữ gì ở đây. Có quốc tế phụ nữ không rồi cũng ăn đại không? Đó. Con này con crawfish ở Mỹ, Việt Nam con gì ta kêu bằng tay, con tôm gì ta? Con bác hả? Con tôm gì Việt Nam, con tôm gì? Hỏi Siri ra. Siri! What is the dog? Không biết biệt thự nhà chế ra có món lẩu thịt bò này. Lần đầu tiên mình ăn không biết mùi vị như sao không? Nhìn thấy cũng hấp dẫn quá, không biết ăn uống sao. Men quá, mày chụp hình cho cái tô cho đẹp đẹp để cái tô mũ. Dạ, nào mày chụp hình đẹp á. Nước mắm em làm. Dạ, đó. Đi tìm mình làm cho lãng phí một cô ấy. Review ngon con nghe. Đây còn cái mới này review coi sao. No. I look crappy. Còn đây nè. Ngồi đâu cũng dính vậy. Tại camera này nó di động. Một lớn hơn nhưng có còn nhỏ con hơn nhỉ? Này order về nấu hả anh? Miếng nào miếng nào? Ngon, ở tiệm nấu sẵn. Miếng nào đứa nào miếng nào chín nào. Thôi con đừng làm món ngon hả? Ừ, công nhận ngon thiệt á. Nó ngon mà miệng cười cười. Nước mắm hồi nãy nước mắm muốn nói gì bá đạo. Bá đạo thì mặn chát. Mặn thì cái này phải tiêm chút chanh vô hả lạnh? Nước mắm này ăn với lẩu mà chanh vô lạnh gì? Bỏ tắc vô ăn nó thơm hơn. Của mình đây everyday. Này cũng mấy hả? Vì sao này hả? Nó để cho đi. Nó không được. 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 Cây con ngồi đó hả đợi. Mất. Làm em sống được mà phải không? Đây mà chậm con gì mất. Biến mình đảo đi cho mình. Công nhận cái này mình mua mình đem về mình trộn thêm ngon hơn nha. Trong xe mấy cây đi. Thấy chưa Linh? Mà không trộn ăn nó lạc nhất. Đó. Chỉ trộn thôi nhá. Trộn nó ngon thôi. Ớt bơ vô. Ba nó không ạ, tôi làm. Không trộn. Trộn Yeah.
Chris ra ba con là dạ à, Chris ăn hai con rồi. Nói cởi phải không? Để nhắc nhở. Nhắc nhở. Cái nhiều người tôi quên á, người phụ nữ dùng lên không để ý tới. Cái đó Việt Nam thôi, ở Mỹ ngày nào cũng được dùng lên. Dùng lên là nổi dậy thử cho nè. Này đâu có cái này ăn lắm mặn. Nước mắm thì ăn với lẩu thôi, mắm là mắm mặn mà. Nó chấm nó mặn mà. Trời, nãy giờ học cho con nghe cái tô. Không thì nóng rồi, sao giờ không? Còn biết nay mình ham nóng rồi mình sẽ kì. Mưa lạnh. Đây là giống gì đó. Nãy không có thấu là buồn cái gì vậy? Ngày xưa như mới bắt đầu đúc thúy ăn á. Còn thấy ngại ngại chứ giờ nó như hết ngại quá không em. Giờ mà ăn nãy giờ ăn à. Bây giờ không đúc còn bị chửi. Bây giờ mặt giặt mặt rồi cái bản thân mặt nhà bơ có camera đó hả? Dạ, giờ thứ vậy mẹ giờ chôm cây em bị bắt rồi. Mỏ hẹp không có nè, chôm cây cũng không được, chôm cây cũng không được. Anh ba mở camera nước mắm mặn mà mới vừa chấm nghe nó nãy giờ mặn luôn. Chấm ăn với lẩu mà mới cho nãy giờ nghe không có tin nữa nha, ăn xong cái mới lè lưỡi. Nó phải nước mắm chua đâu cô mới làm nước luôn. Hai đứa ăn kìa, hai đứa mày ăn không? Stand up, eat guys, eat, come on. Không được, không được, không được. Hai chân. Đỡ đi đâu. Đỡ đi đâu. Cái gì ăn rồi con? Hốt đi cưng. Hốt. Nó dơ tay với mình dùng hai ngón này, còn nó hơi nữa mình dùng ngón kia móc cái mũi luôn. Mấy cái này ăn thì ngon mà nó đỡ từ con này con chán mẹ. Khi chị Linh gỡ cho anh ăn kìa. Công cái công. Thấy chưa? Anh này gỡ của mình xong cái đậu hút miếng cái nướng đút 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 thúc. Càng ăn đâu được đó. Cái này đúng rồi á. Nóng. Cái này cái này cũng được á. Ù con này bự nè, bà cho bá luôn nè em. Bò hư chất kìa. Mẹ, anh làm bổn phận đúc em ấy. Bẻ tay chú nhau bổn phận nghe nói không? Bổn phận hẳn kìa. Nó làm những người bắt bổn. Bê lên. Thank you. Ủa không thấy bác. Chùi miếng này bàn luôn. Em nước sốt. Tiếng ra chị ơi. Chị ghê quá. Mày cứ ăn mì luôn con. Tí làm trong nhà anh ba nó không có giá gì. Đúng rồi, là coi mấy cái video trong news ấy. Mấy người em order nước cũng đã đành hay là cái đồ ăn cũng đã đành đi. Mua giấy thì đích. Quấn lộn nữa chứ. Quấn lộn nữa. Đó đông rồi dầm mua gạo. Nghĩ đi mà không phải mua ít đâu, mua đống 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 đống. Nghĩ đi mà dành đi mua giấy toilet. Nhìn không ăn gạo nè, ăn toilet. Đi. Đấm lắm. Mua còn dành còn nút lộn nữa. Nghĩ chắc nó xài xong bỏ miệng luôn ấy. Việt Nam mà vậy. Việt Nam mà đi dành thì vô qua có cầu dành mua gạo luôn. A successful man how beautiful woman in back. Meanwhile, cô Mỹ qua đây ăn lẩu. A successful woman has a beautiful man. Oh. Rồi. Đó, đã sao rồi chứ người luôn. Never.
Ủa khô nè. Bên mặt lại kia mặt á. Nó nóng quá. Ủa đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, nóng tê lũi luôn á. Rồi. Thử dữ. Nó có mũ. Bị hút miên đâu vậy? Trời ơi, gác lưỡng luôn. Giờ không có cảm giác. Ăn giờ, trúng giờ. Nước nóng quá. Không cần phải lột hết, lột cái đầu trên thôi. Xong cầm ngay chân cái đầu đó đó. Nó sẽ đu được, đấy. Kéo nó ra. That's it. Simple. Cầm cho nó đẹp chứ. Đây, đây, cầm cho này. Cầm đút trên ba cái này. Chỉ vậy nè, chỉ vậy nè, cầm vậy nè. Cầm gì nữa, thấy không, thấy không, thấy không? Ừ, xong bắt đầu nó đi, nó bay vậy nè. Ừ, xong bay vô miệng luôn. Nhờ dụng á. Yeah. Ông lợi dụng á, ông lát miệng con. Khỏi lộn con đi. Sẵn. Mà chị thích xin bố bụng. Đang chỉ mấy người mà không biết ăn co phết lợp đúng không? Phúc cũng thào. Có chú. Nó dở nghe. Không sẽ dở nghe luôn. Dạ. Có thằng bị hại. Thế đâu chú ra. What is it? This is a 40.